Mời Diệu Thành, và tiếp theo sau Diệu Thành là xin máy của nhóm 2 đạo tràng Sơn La chuẩn bị A Di Đà Phật. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Con kính xin thầy giữa ông Quỳnh Hải cho con hỏi một câu. Con có mấy người con đã lập gia đình, đã có cháu nội ngoại đầy đủ. Hiện còn người con trai út chưa lấy vợ. Con giục rất nhiều nhưng con trai con không chịu lấy vợ. Và con cũng mong muốn được tu hành. Tuy nhiên con rất phiền não về việc này. Con sợ đến lúc con xả bỏ báo thân này mà con trai con chưa lấy vợ thì con có mất phần vãng sanh không ạ? Con xin thầy từ bi trả giảng giải giúp cho con. Nam mô A Di Đà Phật ạ. A Di Đà Phật. Thế gian người ta nói cái câu này này: nhất ẩm nhất trác ngạc phi tiền định. Một miếng ăn, một miếng uống, một cái gặp nhau, một cái bắt tay đều có tiền định cả. Mình gặp nhau này mà muốn bắt tay là do cái duyên nhiều đời nhiều kiếp mình mới vui vẻ bắt tay với nhau. Còn không có duyên xìa cái tay ra, người ta rút tay lại, người ta không 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 bắt tay đâu. Thì cái người con của mình lấy vợ hay không lấy vợ gì do cái duyên của nó. Chư vị đừng nghĩ đứa con của tôi nó không thèm cứ vợ đâu. Nó khi mà nó gặp cái duyên rồi mình cắn nó không được. Anh chư vị đừng có tưởng nói là mình em mình muốn nó. Khi nó chưa có duyên đó thì nó không tới thôi. Chứ khi có duyên rồi thì bây giờ mình có hét có la gì nó cũng đi theo cái duyên của nó này. Cái là từ từ. Cho nên mong người mẹ này yên chí cái chuyện mà đứa con út của mình ngày nào, tháng nào, năm nào nó đi cưới vợ. Nhất định, nhất ẩm nhất trác còn có cái nhân quả, còn có tiền định. Huống chi là duyên nợ vợ chồng của nó. Yên chí đi nhé. Rồi nếu mà mình muốn tu hành thì cứ cả đều tùy duyên đi. Nếu nó không muốn cưới vợ thì mình hoan hỷ là đứa con, là đứa con của mình, nó không bị vợ nó chi phối, mình nói nó còn dễ nghe hơn. Cho nếu mà chứ nếu như nó có vợ rồi nó nghe vợ nó không chịu nghe mình thì lúc đó mình còn có buồn khác nữa, phải không chị vị? Cho nên chưa chắc đâu, chưa chắc đâu là gọi đó là chưa chắc đâu là hạnh phúc, chưa chắc đâu là may, chưa chắc đâu là rủi. Nhưng mà cái may, cái sung sướng mình là mình cứ chấp nhận cái hiện tượng đó, gọi là tùy duyên, tiêu túc nghiệp là như vậy. Chứ đừng có nghĩ rằng là khi mà nó có vợ rồi mình sung sướng, chưa chắc gì đâu nha chị vị. Nếu mà mình muốn tu hành, muốn quán sanh mà cứ ngày ngày mình nghĩ vào đó thì vô tình mình tạo một cái nhân chủng gốc trong tâm của mình là nhân lo đứa con đấy. Giả sử như khi mình nằm xuống nó chưa có vợ thì cứ mình đợi xong đâu nhìn thấy con dâu người ta mới đi, nhưng mà trong cái đầu ngày mai mình nó đi rồi mà nó tới 3 năm sau nó mới cứ vợ thì làm sao mình nhìn thấy được mặt con dâu. Vô tình những cái này nó ngăn cản con đường vãng sanh của mình. Cho nên mong chư vị mới nhớ là con cái không phải nó phá cái vấn đề vãng sanh của mình, mà chính cái tâm chấp của mình phá cái con đường vãng sanh của mình. Giờ mình nói rất rõ chỗ này. Cái nhà nó không làm cho mình mất vãng sanh, nhưng mà mình vì không nỡ rời xa cái nhà, thành ra cái nhà nó làm cho mình mất vãng sanh. Con cái có hiếu có thảo thì nó phụng sự cho mình, chứ không phải là cái sự hiếu thảo của con cái nó làm cho mình mất vãng sanh. Nhưng mà mình thấy con cái mình hiếu thảo dữ quá, mình không nỡ rời một đứa con có hiếu, thì vì mình không nỡ rời một đứa con tốt mà mình mất vãng sanh. Chị vị thấy không? Như vậy con tốt cũng có thể trở ngại cho mình, mà con xấu cũng có thể trở ngại cho mình. Miễn là mình đừng chấp vào đó thì mình được đi phân, mình được vãng sanh, mà mình chấp vào đó thì mình mất vãng sanh. Cho nên cái pháp hộ niệm nó dạy từng chút từng chút. Nếu mà cái ban hộ niệm nào tới thì khuyên ai? Khuyên cái bà cụ đó thôi, cứ yên chí định đi, là nó cứ vợ thì tốt, cũng cứ vợ cũng tốt luôn. Thì bà cụ này được phân tranh. Thấy không chứ vậy? Cho nên ban hộ niệm thấy pháp hộ niệm hay không? Dạy cho từng người đấy. Cuối cùng biết ơn những lời hướng dẫn của thầy.